nhưng mất chị An là thật. Thưa quý vị, sau thông tin Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền lên đến nhiều nghìn tỷ đồng do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu, dư luận xã hội đang nóng lên theo hướng tích cực. Những năm gần đây, các app cho vay nhanh online nở rộ trên mạng xã hội với quảng cáo sẵn sàng cho vay trong 3 đến 5 phút chỉ với vài thao tác đơn giản, miễn là người vay có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Chính cách tiếp cận này đã tạo thành một hấp lực vô cùng lớn với người lao động và người dân có nhu cầu vay cho sinh hoạt. Nhưng đằng sau tất cả là một cái bẫy tàn nhẫn đến kinh hoàng khi có trường hợp người vay phải đóng số lãi lên đến 2000% một năm. Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh các app cho vay, các app cờ bạc online cũng như nấm sau mưa. Nếu là người thường xuyên dùng mạng xã hội, chúng ta sẽ không lạ gì với các quảng cáo game như bắn cá, bầu cua, online mà nội dung tạo cho người xem cảm giác. Chỉ cần bỏ ra rất ít tiền là có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày. Câu chuyện lao động Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia làm việc cho các app game bài đến giờ vẫn còn làm chúng ta kinh hoàng bởi sự tàn ác và những thủ đoạn vô nhân tính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đó mới chỉ là những mảng tối dễ được nhìn thấy, còn những mảng tối khác như các app đầu tư, các app chơi tiền ảo, app chứng khoán do rất nhiều công ty nước ngoài đứng sau với cơ chế hoạt động phức tạp, lợi dụng kẽ hở trong quản lý để ma mị người dân và nhà đầu tư trong nước. Hãy thử tưởng tượng, bạn chỉ mất 60.000 đồng nạp vào ví điện tử của một nhân vật được app nhắn qua, sau đó bạn có thể đặt lệnh mua bán tiền ảo và chốt lời lỗ theo từng giây. Phần nhiều người tham gia sẽ thắng vài lệnh đầu, sau thì thua trắng tay. Thực chất, những sàn tiền ảo này đều có tính chất ăn thua, bài bạc. Dù không được cấp phép ở Việt Nam, nhưng các app đầu tư tài chính này hoạt động suốt mấy năm qua, đặc biệt thời gian cao trào của đại dịch Covid-19 khi người dân bị buộc về ở nhà và sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Nói như thế để thấy gánh nặng trên vai của Công an Việt Nam không hề nhẹ. Quá trình đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ không thể nóng vội mà cần thời gian quan sát quy luật hoạt động, phương thức sử dụng công nghệ và dự đoán được cả việc chúng đối phó thế nào với pháp luật. Công nghệ sẽ ngày càng tiến bộ, bên cạnh các mặt tích cực to lớn đối với đời sống xã hội sẽ cũng tiềm ẩn mối nguy không thể xem thường, khiến không gian mạng trở thành mảnh đất màu mỡ của tội phạm quốc tế. Ngành công an thời gian tới chắc chắn sẽ phải căng sức để giữ gìn sự an toàn, lành mạnh cho môi trường mạng và môi trường xã hội. Như chính Bộ trưởng Tô Lâm đã khẳng định, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, thời gian tới sẽ xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động. Cán bộ bị kỷ luật 2 năm qua nhiều nhất từ trước tới nay. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ năm 2021 đến hết 6 tháng năm 2022 đã có hơn 20.000 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật là con số lớn nhất từ trước tới nay. Chiều 4 tháng 11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Nêu câu hỏi, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng thời gian qua không ít cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận. Với tư cách tư lệnh ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong công tác cán bộ thuộc thẩm quyền về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xin Bộ trưởng cho biết nhận xét về vấn đề này, đâu là nguyên nhân và giải pháp? Đại biểu Hòa chất vấn. Trả lời chất vấn đại biểu, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã xử lý kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có trường hợp phải xử lý hình sự. Với cán bộ, công chức, viên chức thì phải xử lý kỷ luật hơn 20.300 người. Trong số này cũng có người xử lý hình sự. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật chiếm 1% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là con số lớn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Nội vụ cho biết. Từ thực trạng này, bà Trà cho rằng thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm theo tinh thần tăng cường và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm quy định phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nhiệm vụ. Thêm nữa, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu ban hành nghị định về đạo đức công vụ để siết chặt hơn nữa kỷ cương, đạo đức công vụ nhằm đảm bảo đồng bộ quy định của Đảng với các quy định của nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sạch, phục vụ nhân dân. Sẽ có cơ chế chính sách hấp dẫn, thu hút người tài. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau thì nêu, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Ông Lê Thanh Vân hỏi, Bộ trưởng đã tham mưu đề xuất gì với Chính phủ, Thủ tướng để biến chủ trương này thành pháp luật, tức là biến thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung với toàn bộ máy nhà nước? Trả lời đại biểu Vân, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trọng dụng nhân tài là truyền thống của dân tộc ta. Quan điểm nhất quán thu hút, trọng dụng nhân tài thể hiện rất rõ trong chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước, mà gần đây nhất là văn kiện Đại hội 13. Nhìn ra thế giới, nhiều nước phát triển tạo nên kỳ tích nhờ nhân tài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Thực hiện kết luận 86 của Bộ Chính trị, từ năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140 triển khai việc trọng dụng nhân tài và đã thu hút được 258 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ. Các địa phương chú trọng việc thu hút nhân tài là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và đã thu hút được 3.000 sinh viên, cán bộ khoa học trẻ. Thừa nhận con số nói trên còn ít ỏi, Bộ trưởng Nội vụ cho hay Bộ này đang xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài. Theo đề án này, sẽ có cơ chế chính sách thu hút hấp dẫn hơn, phấn đấu trong năm tới sẽ ban hành đề án. Bà Trà nói. Bà Trà cũng cho hay, việc thu hút, trọng dụng nhân tài cần đi kèm với bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi đang tập trung xây dựng nghị định khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để cụ thể hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị. Bà Trà cho hay. Hơn 270.000 hộ dân vượt ngưỡng nghèo sau 20 năm. Chiều 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong gần 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với tất cả các khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trên toàn thành phố, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đã có gần 1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với doanh số cho vay đạt 21.486 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 13.905 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giúp gần 276.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 321.700 lao động, hơn 117.700 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo trên 320.700 công trình nước sạch, giúp gần 12.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị, sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tệ nạn cho vay nặng lãi, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định xã hội và giảm nghèo bền vững tại thành phố. Đánh giá những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định 78, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức nhận định, thành tựu của tín dụng chính sách xã hội có thể được xem là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cho biết, song song thực hiện chính sách này thì thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động khác cho người nghèo để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thành phố cũng nhận trách nhiệm trong việc chưa thực hiện giải ngân vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để phát huy những kết quả đạt được từ nghị định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho vay, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bộ trưởng Xây dựng, công trình sai phép, không phép đã giảm nhưng vẫn phức tạp. Thưa quý vị, Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận công trình sai phép, không phép đến nay đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có thời điểm không kịp thời, việc xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm. Chiều 3 tháng 11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại biểu nêu những tồn tại như tùy tiện điều chỉnh quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng ở các đô thị. Đại biểu băn khoăn liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực dẫn đến tình trạng này hay không. Tùy tiện điều chỉnh quy hoạch. Nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Phan Thái Bình, đoàn Quảng Nam dẫn báo của Bộ Xây dựng đã chỉ ra hạn chế đó là việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, bao gồm cả điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ, nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết ở một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu quy chuẩn của quy hoạch xây dựng. Những hạn chế trên được Bộ Xây dựng chỉ ra là hoàn toàn chính xác và đúng với thực tiễn hiện nay. Bộ trưởng cho biết hệ lụy, nguyên nhân chủ quan của thực trạng trên, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và giải pháp khắc phục những bất cập này trong thời gian tới. Đại biểu đoàn Quảng Nam nêu câu hỏi. Trả lời vấn đề nêu trên, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận, đúng như đại biểu phản ánh, trong thời gian qua, bên cạnh kết quả tích cực, công tác điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tồn tại hạn chế như không tuân thủ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên là do công tác rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch còn chưa kịp thời. Ngoài ra, các địa phương còn chưa kịp thời điều chỉnh quy hoạch trước những vấn đề bất cập, không khả thi. Trong quá trình rà soát, đánh giá, chưa xác định nội dung điều chỉnh cho phù hợp, dẫn đến điều chỉnh nhiều lần, không tính đến sự phù hợp của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, Bộ trưởng Xây dựng nói. Theo ông Nghị, Cũng có tình trạng điều chỉnh quy hoạch cục bộ với mong muốn thu hút đầu tư hoặc là do áp lực của nhà đầu tư. Việc thực hiện pháp luật của các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Trách nhiệm dẫn đến vấn đề trên trước hết thuộc về cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và các cơ quan được giao rà soát đánh giá quy hoạch được phê duyệt. Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra để kịp thời hướng dẫn, xử lý vi phạm. Ông Nguyễn Thanh Nghị cho hay. Về giải pháp cho vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi pháp luật về quy hoạch đô thị, đồng thời đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành trên diện rộng về quy hoạch. Đối với các địa phương, phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về điều chỉnh quy hoạch. Có tình trạng tham nhũng trong vi phạm xây dựng. Nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Kạn cho biết, qua tiếp xúc cử tri, phản ánh có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng, nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không? Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nói và đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền để đảm bảo mọi vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Trả lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, với đặc thù của xây dựng, các vi phạm về xây dựng là vi phạm rất khó khắc phục hậu quả. Các trường hợp bắt buộc phá rỡ các công trình vi phạm đều dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội. Do đó, giải pháp phát hiện, khắc phục, phòng ngừa luôn là ưu tiên. Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ, các quy định pháp luật đến nay cơ bản đầy đủ và đồng bộ, điều chỉnh được các hoạt động xây dựng theo hướng tăng nặng xử phạt và buộc phá rỡ các công trình vi phạm. Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận, công trình sai phép, không phép đến nay đã giảm, nhưng vẫn còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có thời điểm không kịp thời, việc xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm. Theo Bộ trưởng, thời gian tới, Bộ tập trung hoàn thiện pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm trong xây dựng, tăng cường trách nhiệm địa phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời. Cùng vấn đề trên, đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam cho rằng, một trong những giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự quy hoạch xây dựng là xử lý nghiêm cán bộ, công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm hoặc có những hành vi dung túng, bao che. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết quan điểm của Bộ về vấn đề này. Bộ Xây dựng đã xây dựng và ban hành quy định nào, hiệu quả thực hiện giải pháp ra sao? Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, vi phạm quy định của pháp luật quy hoạch, trật tự xây dựng, Bộ Xây dựng đã có báo cáo đầy đủ Quốc hội. Về xử lý hành vi vi phạm đã quy định cụ thể tại Nghị định 16 năm 2022 về quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ phải theo quy trình, thủ tục, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.